Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay shop đồ chơi xe i10.com sẽ tiến hành một sản phẩm cảm biến áp suất lốp của Xiaomi, một cái thương hiệu riêng của Xiaomi, đó là 70mai. Đó, thương hiệu 70mai này là dành riêng cho các sản phẩm dành cho ô tô đấy. Nó thì nó có gồm có cảm biến áp suất lốp này và camera hành trình 70mai và 70mai Pro. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành một sản phẩm 70mai cảm biến áp suất lốp nha. Đó, cái này là hàng nội địa của Trung Quốc nha. Còn đồ của Xiaomi nó chất như nào thì chắc mình cũng không cần phải nói nữa. Đó, vừa chất giá lại còn vừa rẻ nữa. Đó. Đấy, toàn bộ 100% là tiếng Trung Quốc nha, không có bản quốc tế hay bản nội địa gì cả. Tại vì 70mai này đơn thuần nó là hàng nội địa của Trung Quốc rồi. Nó mã modem của nó là Midriver T01 nhé, sử dụng nguồn 5V 1A này. Đó. Anh em lưu ý nhé, là nó chỉ hỗ trợ Android 4.4 và iOS 8.0 đổ lên. Đó. Nếu mà kết nối với phần mềm 70mai ấy, thì anh em lưu ý là nó chỉ hỗ trợ Android 4.4 trở lên thôi. Đó, mình sẽ cho anh mở sản phẩm cho anh em xem bên trong có những gì nhé. Bên này. Đây anh em nhé. Đầu tiên là chúng ta có một cái bộ hiển thị trung tâm này. Đó, đây là bộ hiển thị trung tâm nhé. Đó. Tiếp theo này, chúng ta có một dây micro USB để sạc này. Đó. Đó, theo cái điều. Đây là 4 chân cảm biến này, 4 chân van cảm biến. Đó, mình sẽ cho em mở này, 4 chân van cảm biến này. Đó. Đây nha, anh em nhìn vào nữa nhé, tất cả phụ kiện đi kèm với lại cảm biến áp suất lốp 70mai này. Đó. Đó. Ok chưa? Đây là toàn bộ những phụ kiện đi kèm với cảm biến áp suất lốp của Xiaomi 70mai, mã hiệu là Midriver T01. Đó. Thì đầu tiên là mình giới thiệu cái bộ phận hiển thị trung tâm nhé. Đó. Anh em nhìn đây, nó nhỏ gọn trong lòng bàn tay thôi. Phía trên chúng ta có một tấm pin năng lượng mặt trời. Đó, phía trước là khu vực hiển thị và duy nhất logo 70mai thôi. Cạnh bên trái chúng ta có một nút nguồn này. Đó, có một nút nguồn nhé. Cạnh bên phải chúng ta có cổng để sạc đây, cổng micro USB. Phía dưới chúng ta có thông tin của sản phẩm đây, Midriver T01 đó, email và mã số và cái băng dính 3M để chúng ta dán lên tắp lô. Đó. Thì để khởi động cái 70mai này thì anh em dính nút nguồn này. Em dính nút nguồn nhé, để cho nó lên nhé. Đó, tí tầm 5 giây. Đó, nó đang thể hiện đây. Anh em nhìn thấy cái sáng mặt trời không? Đó là cái pin năng lượng mặt trời nó đang sạc đấy. Đó. Ở phía dưới chúng ta có biểu tượng pin này, 23 này là chỉ nhiệt độ của lốp này, 00 là áp suất lốp này, dấu vàng là cảnh báo là chúng ta phải xử lý này. Đó, ok, nó chỉ hiển thị đơn giản vậy thôi. Tiếp theo mình giới thiệu đến các cái chân van cảm biến này. Đó, anh em nhìn thấy chân van cảm biến không? Nhưng mà nó toàn chữ tàu này thì chả biết đâu là lốp trước đâu là lốp sau mà lắp cho đúng, đúng không? Nhưng anh em đừng lo vấn đề này. Anh em không cần phải lo lắng về chữ tàu không biết nhá. Anh em chỉ cần quan tâm cho mình cái mã số ở trên này thôi. Đó, để mình lấy led đấy. Anh em quan tâm đến mã số đây. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Đó. Vì sao phải quan tâm mã số này? Tại vì là nó quản lý theo mã số, phần mềm 70mai nó quản lý theo mã số. Có nghĩa là anh em không cần phải biết lốp trước lốp sau mà trong phần mềm nó sẽ hiển thị. Đây mình lấy ví dụ đây thôi. Mình mở phần mềm. Lưu ý là phần mềm 70mai này, cái cảm biến áp suất lốp này, phần mềm 70mai nó chỉ hoạt động với máy Android nhé. Duy nhất cảm biến áp suất lốp nhé, chứ còn camera hành trình thì nó hoạt động trên cả Android và iOS. Đấy. Anh em vào phần mềm 70mai mình. Đó, đây cảm biến áp suất lốp mình đã cài sẵn đây. Đó, anh em nhìn nhé. Nó đang cần thời gian để nó kiểm tra đấy. Ok nào. Đấy, 23 độ C và 03. Đó. Anh em nhìn đấy, 23 độ C và 03 đúng chưa? Đó, ok. Thì anh em chỉ cần để biết lốp trước lốp sau thôi, anh em vào cái pin sensor này. Đó. Anh em thấy mã số hiện lên nhỉ? Đấy, 4 cái mã số đấy thì anh em chỉ cần nhìn này, xem cái này là cái nào nào. Để mình lấy nét nhá, xem nó là thuộc cái nào nhé. 37A2D. Đấy, đó là lốp trước bên tay phải, à bên tay trái đây, lốp trước bên tay trái đây, anh em thấy đúng không? Đó, đúng nhá. Thế thôi thì thế là anh em đã biết cách lắp rồi đấy. Thứ tự thế nào thì anh em cứ tra trên bảng này cho mình. Đó. Ok, thì em cứ theo dõi video nhé. Mình video hướng dẫn cài đặt ở ngay sau video này thôi. Đó, ok. Thì anh em nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Mình đang chuẩn bị quay video tiếp theo về hướng dẫn cài đặt. Ok chưa? Cảm ơn anh em. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái cảm biến áp suất lốp 70mai. Đó, thì các bạn lưu ý nhé, là cảm biến áp suất lốp 70mai của Xiaomi ấy, hiện tại chỉ hoạt động với điện thoại Android thôi. Còn điện thoại iPhone thì nó chỉ hoạt động với lại các loại camera cảm biến hành trình của Xiaomi thôi. Còn cái cảm biến áp suất lốp này thì chỉ hoạt động với Android. Thì trước tiên nha các bạn nhé, các bạn lên set play down cho mình cái ứng dụng 70mai. Đây cái ứng dụng 70mai nhé. Đấy các bạn đăng ký một tài khoản 70mai này. Đó, giao diện khi mới vào nó sẽ nhảy. Để cài đặt cảm biến áp suất lốp ấy thì các bạn ấn vào add device. Đó, xong chọn cái 70mai type pressure monitor này. Đó. Đấy, nó bảo là bật Bluetooth lên. Ok next. Đó, đây nó đang kiểm tra những cái Bluetooth ở gần nhá. Các bạn nhớ là phải bật cái 70mai lên nhé. Đấy. Nó đã tìm thấy rồi này, 70mai T0119B này. Đó. Đấy, các bạn chú ý cái dòng màu vàng này nhé. Ý nghĩa của nó là khi nào bạn nghe thấy tiếng bíp và cái biểu tượng Bluetooth nhấp nháy trên 70mai thì các bạn hãy ấn nút nguồn một phát. Đó, các bạn nút nguồn đây này, bấm một phát này để cho Bluetooth nó dừng lại. Đó, Bluetooth nó không nháy nữa. Đó. Vậy là nó đã kết nối xong với lại cái cảm biến áp suất lốp 70mai rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó. Đó, các bạn nhìn này, trên màn hình 70mai và trên màn hình điện thoại mình nó hiện giống nhau luôn. Nhìn thấy không? 23 00. Đó. 3 là 00 là không có áp suất này, 23 là nhiệt độ. Đó. Thì tại vì 4 cái cảm biến nằm đây rồi thì nó không có cả áp suất, đúng rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc các thông số ở trong cái phần mềm này nhé. Đó. Nhiệt độ và cảm biến áp suất lốp thì ai cũng biết rồi, thì mình hướng dẫn các bạn này thôi. Để biết cho bạn lưu ý nhé, là trên cái cảm biến áp suất lốp của Xiaomi ấy, nó toàn là tiếng Trung Quốc thôi, nên các bạn sẽ không biết đâu là bánh trước đâu bánh sau. Nhưng mà các bạn chỉ cần vào cái phần này này, Revive Setting này, ấn vào cái phần Blind Sensor này. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy những cái mã số kia không? Đó, nhìn cái mã số và vị trí các bánh là bạn có thể biết. Ví dụ như cái này nhé, cái này mã số của nó là 3870F. 3870F. Đây rồi, nó là bánh sau. Bánh sau bên tay phải. Đó, các bạn xếp này, bánh sau bên tay phải này. Nó xếp đúng thứ tự bánh xe. Tiếp theo cái này là 03722D. Nó là bánh trước bên tay trái. Đó. Nó là bánh trước bên tay trái, các bạn xếp đúng như thế. Tiếp theo cái này là 377F1. 377F1. Đây. Thì cái cuối cùng là bạn không phải soi nữa. Đấy, thứ tự lắp vào lốp xe nó sẽ là như thế này. Các bạn lưu ý nhé, là sau khi đọc đúng các thông số, các mã số rồi thì thứ tự lốp sắp xếp sẽ là như này nhé. Đấy, đúng theo thứ tự luôn và không lệch được. Đó. Ok, thì tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc các thông số tiếp theo này. Cái dòng trên cùng ấy, Time Pressure Setting ấy, đó là áp suất lốp, điều chỉnh áp suất lốp. Đó. Tại cái khu vực này bạn có thể điều chỉnh được đơn vị theo bar hay là đơn vị theo PSI. Đó. Nó có quy đổi này, 13 bằng 14.5 PSI và bằng 100 kPa. Đó. Tiêu chuẩn bình thường đối với lốp trước đó là 2.43 và tiêu chuẩn bình thường với lại cái lốp sau cũng là 2.43, có nghĩa là ở mức bình thường lốp bình thường này là đều để 2.4. Đó. Còn nếu mà lốp trước mà nhỏ hơn 1.83, đó các bạn lưu ý nhé, là trong khoảng lớn hơn 1.83 và nhỏ hơn 33 thì nó sẽ là bình thường. Còn nếu dưới 1.83 hoặc là trên 33 thì nó sẽ báo là lốp căng hoặc lốp lon hơi. Các bạn lưu ý cái phần này nhé. Mình xin nhắc lại nhé, dưới 1.83 thì sẽ là lốp lon, trên 33 sẽ là lốp quá căng, buộc bạn phải xử lý. Nó lốp trước lốp sau đều như vậy, ok chưa? Đó. Tiếp theo cái dòng thứ hai này, Thai temperature setting, đó là nhiệt độ. Nhiệt độ lốp. Đó. Thì đang để nhiệt độ Celsius là nhiệt độ C thông thường chúng ta biết này. Và thứ hai là nhiệt độ F. Nhiệt độ F bằng 32 cộng với lại nhiệt độ C nhân 1.8. Đó, thì thôi thì cứ biết là các bạn nhìn dòng cái trên 70 độ thì là lốp quá nóng, buộc chúng ta phải dừng lại, và dưới 70 độ cũng vậy. Còn nó không có nhiệt độ thấp quá, chỉ lốp chỉ hoạt động ở trong nhiệt dưới 70 độ thôi thì được. Còn nếu anh em thấy nhiệt độ nó cao quá thì buộc phải dừng lại và tưới nước nhé. Đó, ok. Thì cái video này mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong cái cảm biến áp suất lốp Xiaomi 70mai. Thì bạn nào có thắc mắc gì thì liên hệ với mình theo số hotline trên màn hình, hoặc là comment lại bên dưới, mình dẫn sẵn lòng được giải đáp. Mình xin nói lại với anh em nhé, là cái ứng dụng 73 này với lại cái cảm biến áp suất lốp này nó chỉ hoạt động trên Android thôi. Còn với máy iOS thì nó chỉ nhận được cái camera hành trình 70mai và 70mai Pro. Đó, thế anh em lưu ý vấn đề này giúp mình, và nếu có mua hàng thì nhớ ủng hộ cửa mình nhé. Cửa mình xếp COD toàn quốc, và nếu mà đến tại cửa mình lắp nhé, thì đến tại cửa mình lắp ấy, thì anh em sẽ được cân chỉnh miễn phí, chỉnh độ trụ miễn phí và miễn phí công lắp, ok chưa? Cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và nhớ like và subscribe kênh của dochoixei10.com. Cảm ơn các anh em.